Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, sau vụ việc khách hàng ở Quảng Ninh vay thẻ tín dụng Exim Bank 8,5 triệu đồng phải trả 8,8 tỷ đồng sau 11 năm gây xôn xao dư luận, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng tổ chức tín dụng triển khai biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán thẻ ngân hàng. Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần ra soát các quy trình nội bộ về phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, đồng thời chỉ đạo quán triệt cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống thực hiện đúng trình tự, thủ tục phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng. Đối với phương pháp tính phí, lãi, các ngân hàng thương mại phải ra soát đảm bảo các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ phát hành, tuân thủ đúng quy định, đồng thời phải công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin và có biện pháp đảm bảo khách hàng đã nắm được các thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng, các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi, đặc biệt với thẻ tín dụng. Ra soát toàn bộ quy trình xử lý tra soát, khiếu nại theo đúng quy định pháp luật. Trừ trường hợp phát sinh khiếu nại, phản ánh của khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ, tổ chức phát hành thẻ tín dụng, xử lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và dứt điểm, không để vụ việc kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng, cũng như hình ảnh và uy tín của tổ chức phát hành thẻ. Nội dung công văn 2235/NHNNTT của Ngân hàng Nhà nước nêu. Theo Ngân hàng Nhà nước, trường hợp phát hiện các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ của khách hàng như không phát sinh giao dịch, phát sinh nợ quá hạn kéo dài, thông qua quá trình kiểm soát, giám sát, tổ chức phát hành thẻ cần chủ động thông tin đến khách hàng và phối hợp các bên liên quan có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng và tổ chức phát hành thẻ. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cần thực hiện các biện pháp truyền thông cho khách hàng về quyền và trách nhiệm của khách hàng trong phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, khuyến cáo khách hàng và các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng, tránh rủi ro, lộ lọt thông tin cá nhân, thông tin thẻ sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp. Theo các chuyên gia tài chính, ngân hàng thẻ tín dụng ngày một phổ biến góp phần phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Khách hàng phải tự trang bị kiến thức về những quy định thời gian miễn lãi, quy định thanh toán, các chi phí phát sinh để có cách sử dụng như tiêu dùng thẻ một cách thông minh. Lý giải về điều này, bà Nguyễn Hồng Thanh, trưởng tiểu ban chính sách chi hội thẻ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam VNBA cho biết, hiện nay Việt Nam có hơn 140 triệu thẻ thanh toán, trong đó có 10,2 triệu thẻ tín dụng. Giá trị giao dịch qua thẻ tín dụng năm 2023 đạt trên 1 triệu tỷ đồng. Ngân hàng cung cấp công cụ quản lý chi tiêu thông qua quản lý tín dụng, khách hàng dễ dàng quản lý khoản chi tiêu thông qua thẻ tín dụng. Hàng tháng, ngân hàng sẽ gửi sao kê khoản chi tiêu cho khách hàng, người dùng dễ dàng tra cứu thông tin thông qua báo cáo chi tiêu do ngân hàng cung cấp hoặc thông qua các ứng dụng. Phía ngân hàng cũng cung cấp chương trình ưu đãi cho khách hàng như hoàn tiền, cộng giảm, chiết khấu trực tiếp. Bà Nguyễn Hồng Thanh cho biết, tuy nhiên, đại diện VNBA cũng lưu ý những rủi ro của thẻ tín dụng như chậm thanh toán sẽ quá hạn, ảnh hưởng đến tín nhiệm khi xin cấp khoản tín dụng mới như vay mua nhà, mua ô tô. Khi sử dụng thẻ, nếu không bảo quản thẻ cẩn thận, đưa thẻ cho người khác sử dụng, khách hàng có thể gặp rủi ro như nguy cơ mất thông tin thẻ, phát sinh giao dịch giả mạo. Khách hàng được cấp khoản tín dụng nên sẽ dễ xảy ra việc chi tiêu vượt quá nhu cầu, vượt quá khả năng tài chính của bản thân, đại diện VNBA cho biết. Lãi suất thẻ tín dụng hiện rất cao, dao động từ 20 đến 40% một năm. Ngoài lãi suất thanh toán dư nợ chậm, ngân hàng còn áp dụng phí phạt thanh toán dư nợ chậm, lãi suất khi rút tiền mặt, phí rút tiền mặt. Sở dĩ lãi suất thẻ tín dụng cao do đây là khoản cho vay tính chấp rủi ro cao. Bà Thanh bổ sung thêm. Bên cạnh đó, việc giao dịch nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người dân cần được chú trọng. Rủi ro cho ngân hàng phát hành thẻ tín dụng không nhỏ. Khi hiện nay có những nhóm công khai trên mạng xã hội bài cách xù nợ, chạy nợ, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh tại Việt Nam chưa cao. Vì vậy, bà Nguyễn Hồng Thanh khuyến cáo khách hàng phải nghiên cứu kỹ quy định sử dụng, quy định về tính lãi, phí, trách nhiệm liên quan. Bên cạnh hợp đồng sử dụng thẻ, khách hàng tìm hiểu kỹ biểu phí, cách tính lãi cho thẻ. Hiện cách tính lãi của Ngân hàng Việt Nam phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, tương đồng với cách tính lãi của một số quốc gia hàng đầu thế giới như Mỹ. Chia sẻ thêm về câu chuyện thẻ tín dụng, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng,
thẻ tín dụng chưa thật sự phổ biến tại Việt Nam, dù tiềm năng phát triển còn lớn. Số thẻ tín dụng phát hành trong nước khoảng 10 triệu, nhưng tỷ lệ dân số có thẻ mới khoảng từ 6-7% do nhiều người sở hữu nhiều hơn một thẻ. Hơn 90% dân số chưa có thẻ tín dụng, nhưng việc nhân rộng loại thẻ này không dễ. Hạn mức thẻ bằng 5-6 lần thu nhập, điều kiện là thu nhập ổn định. Tuy nhiên, thu nhập của người Việt còn thấp, GDP đầu người hiện chỉ khoảng 4.500 USD một năm, tiến sĩ Trí Hiếu cho biết. Do đó, để phát triển thị trường thẻ tín dụng, chuyên gia này đề xuất Việt Nam cần có hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng cho những người từng vay nợ, có giao dịch tài chính ngân hàng nhà nước, đã có hệ thống CIC, nhưng chỉ một số khách hàng trong số 100 triệu dân có lịch sử tín dụng với Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia CIC được chấm điểm tín dụng. Trước đó, theo nguồn tin từ tạp chí Người Đô Thị, các trang mạng xã hội lan truyền bản thông báo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản của Eximbank AMC gửi tới khách hàng có tên PHA, địa chỉ tại phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, với số tiền nợ hơn 8,8 tỷ đồng gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến bình luận đa chiều gay gắt về vụ việc liên quan đến cách tính lãi của Eximbank. Theo nội dung được cung cấp bởi Eximbank, khách hàng PHA đã mở thẻ Mastercard tại Eximbank chi nhánh Quảng Ninh vào ngày 23 tháng 3 năm 2013 với hạn mức là 10 triệu đồng và đã có hai giao dịch thanh toán trong ngày 23 tháng 4 năm 2013 và 26 tháng 7 năm 2013 tại một điểm chấp nhận giao dịch. Từ ngày 14 tháng 9 năm 2013, khoản nợ trên đã chuyển thành nợ xấu và thời gian quá hạn phát sinh đến thời điểm thông báo đã gần 11 năm. Vì vậy, để giải quyết kịp thời vấn đề dư luận quan tâm, Thống đốc Ngân hàng Việt Nam yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Eximbank phải bố trí lãnh đạo Eximbank trực tiếp trả lời thông tin với các cơ quan báo chí và dư luận xã hội về trách nhiệm, quyền hạn và phương hướng xử lý vụ việc với tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của người dân, khẩn trương xác minh vụ việc, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của khách hàng và ngân hàng. Ngay sau đó, hàng loạt chủ thẻ trong đó có chủ thẻ của Eximbank đã phản ứng mạnh khi những tài khoản đã lâu khách hàng không sử dụng vẫn bị ngân hàng âm thầm trừ phí. Đáng nói là không chỉ trừ hết số tiền khách hàng có trong tài khoản mà ngân hàng còn trừ âm phí. Sau khi bị phản ứng, Eximbank đã có thông báo mới triển khai xuống hệ thống các chi nhánh phòng giao dịch liên quan đến các khoản phí dịch vụ. Cụ thể, đối với những tài khoản thanh toán của khách hàng đã lâu không sử dụng, không phát sinh giao dịch và có số dư về không, ngân hàng sẽ không ghi nợ phí SMS Banking, phí quản lý tài khoản. Ngoài ra, với những khách hàng muốn đóng tài khoản, cũng không phải thanh toán các khoản phí đã được ghi nợ trong thời gian qua mà sẽ được chi nhánh phòng giao dịch chủ động xem xét xử lý, miễn phí. Eximbank cũng giao quyền xử lý các khoản phí này cho các chi nhánh phòng giao dịch chủ động, nghĩa là có thể miễn thu các khoản phí phát sinh trong thời gian dài khi tài khoản không sử dụng và số dư về không. Đồng thời, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó Tổng Giám đốc Eximbank, tại buổi họp báo Kinh tế Xã hội TP.HCM chiều 21 tháng 3, nói cán bộ xử lý đã máy móc, gửi thông báo tới khách hàng khi chưa được lãnh đạo duyệt, nên ngân hàng sẽ không thu khoản nợ 8,8 tỷ đồng khổng lồ này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên là chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.